có khoảng tầm 3 triệu tính em thuận thế nào? Allaway hay là Ai Nghe lần bản thường? Sau đây mình sẽ so sánh giữa hai dòng xe này nhá. Em của mình so sánh. Đầu tiên là chiếc Allaway này đi. Anh em thấy khung của xe Allaway có một lớp sơn tĩnh điện và khung hợp kim nhôm khá là nhẹ nhàng chắc chắn. Và chiếc AXE ở đây anh em có thể thấy cũng khá là giống Allaway, cũng đều được sơn tĩnh điện này, sơn nhám này. Đấy, khá là đẹp nha. Và anh em có nhìn thấy ý, xe cũng được bằng hợp kim nhôm. Tuy vậy cũng có mới hàng nên rất là ít thẩm mỹ. Về bộ chuyển động của xe đi, thì chiếc Allaway này được trang bị một cái đùi đĩa 46T và xếp tỉ lệ xích hạt động thần liếp sau liếp 17T. Và chiếc AXE này thì được trang bị đùi đĩa cũng 46T, xích công xích hạt động thần và liếp sau liếp 17T thôi. Hai cấu hình của hai em xe này cũng khá là giống nhau bởi vì cùng tầm giá với nhau. Em có thể thấy đây, lốp của em AXE này thì được trang bị một lớp rất là bé, 700x25C. Đấy, khá là bé, có thể giúp anh em nào tập xe có thể thích nghi được với tốc độ cao ở đây. Còn đây là trên chiếc Allaway, lốp rất to, 700x28C, khá là êm ái, tốt hợp cho các anh em nào mới chơi xe. Và cuối cùng, với tầm tiền là khoảng 3 triệu, em chọn xe nào, Allaway hay là AXE? Hãy để một bình luận bên dưới và mình sẽ tới nhiệt tình cho các bạn. Xin cảm ơn.